mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Chào anh, hôm nay thì có bạn bán đồ chơi BC. Ok, mình spawn ở bên lề đường. Thì ở bên phía giữa map này sẽ có người nè. Giữa map lại có máy luôn. Thì khả năng cao là sẽ là mercenary. Mình cứ phải check xem là ai cái đã. Không có người hả? Bán đồ chơi luôn nè. Và đây phi thẳng một phát lên nhà hai tầng luôn. Cái tốc độ lướt ở trên cái dù thì này thì lừa mình à, tính lừa mình à. Ở đoạn này có một cái kiểu cái gì nhở, nó gọi là cái gì nhở, cái tấm mà nó rủ rủ xuống ấy, nó che tầm nhìn của mình, nên là survival rất dễ mà lựa được là rồi ra, rất dễ mà lựa được để lừa mình ấy. Này thì không né được nguồn nước, treo luôn ghế ở đây và phá cái tấm ván này đi. Ờ, mechanic trên tàu vui vậy, phá luôn hai tấm ván này. Mason phải đi cứu thôi. Đây, ơi chết quá tầm à. Tero shop. Rồi, double down. Xin cảm ơn. Con cá này nó ra đòn rất là nhanh luôn, cho nên là cái việc được Tero shop nó sẽ dễ hơn những con hunter khác. Con cá này là 1 và con gu trang hắc là 2. Leo xuống. Nó không leo luôn à. Trên này đâu có người câu vờ đâu. À có bạn đào vàng kìa, nhưng mà không kịp máy mà ra cover thì thiệt lắm. Ok. Ủa, Terosoc là 51 hả? Mình chỉ để ý được mỗi cái Terosoc, mình không để ý được là 51 luôn á. Nãy Merson gục ở đâu nhỉ? Nghĩ là mình sẽ phá cái này đi. Đúng rồi, không tí nữa mà survival xài lại thì mình lại ấy quá. Không có dấu tay luôn. Máy thì không có rung. Bên này. Máy bên này xong rồi. Bên này chăng? Nãy thấy mất giải cái máy ở đây rồi. Ôi rồi, cảnh sát đến. Rồi. One hit. Lính thuê cứu tiếp, liệu có Tero sốc nữa không? Đây, bạn đã có một cái đường ở đây luôn. Và cứu bạn ơi. Rồi, double down, không Tero shock nhưng mà double down. Ok, mình dí tiếp vào mechanic thôi. Rồi, đát kiểu gì, à lộn né kiểu gì, định né kiểu gì vẫn trúng. Bây giờ đào vàng phải đi cứu, máy thì không có người giải. Máy đi trên nhà hai tầng kìa mọi người. Nhưng mà tầm này thì không có kịp máy đâu. Tại double down tận 2 lần liền mà. Lại còn cứu 51 nữa. Không cứu rồi, không cứu rồi. Không có lỗ tai luôn mà. Tranh thủ phá vài cái ván. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm người tiếp theo cho. Rồi lính thuê tự dậy. Các bạn ấy có vẻ là hiến rồi, hiến mic rồi. Trận này Tero sụp đã ghê á.
Ôi trời ơi. Không sao, hai người hai máy thì cũng khá là khó để mà. Rồi, Terra sụp tiếp. Trận này Terra sụp ngập luôn. Lính thuyền đâu? Nhớ máu. Đây. Terra sụp. Ôi ôi mọi người ơi, trận này ba cái Terra sốc luôn. Trời ơi, kinh thật sự. Mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Trận 2 này thì mình spawn ở bên dạp xiếc ở map công viên. Thì đến phía gặp 4 này sẽ có người nè. Đâu rồi, đâu rồi. Đấy, biết ngay mà. Luca luôn. Chạy một đường khá là cơ bản. Mình chơi Luca nhiều nên là mình biết rồi. Thôi, đánh sớm thôi có khi được. Đối vào Luca đúng bài luôn rồi. Lập điện lên sớm bạn ạ. Khép góc. Ơi, không đứng được. Mình vẫn sẽ có hit ở đây. Máy giữa cầu chắc cũng như thế. Em ở cái vùng nước ở đây nè. Trời ơi, đi ra giữa cầu này là chết rồi. Lại còn dẫn máy đồng đội nữa. Mình sẽ khép một vùng ở đây luôn. Đấy. Rồi, lần này thì xuyên được ván. Linh thể cũng không dám giải cái máy giữa cầu vì bị ép nước ở đấy rồi. Mình sẽ xách về bên gặp xếp để mình cam luôn cái máy giữa cầu này. Trong lều tâm lý. Khép một cái vùng nước ở đây để cho bạn ấy không giải được máy. Thề vào cuối mà. Không có Teo sóc ở đây. Mà giờ mình có bờ linh rồi. À lộn, giờ mình sẽ dùng bờ linh để bắt Luca nếu khó. À, ủa? 6 giờ làm sao mà leo còn trượt được? Quên à? Xin mắt chiêu luôn nha. Rồi, lại tiếp tục treo vào cái ghế này để cam tiếp cái máy giữa cầu. À không, mình treo xuống hầm luôn. Có hầm mà mắc gì không treo. Cá cam hầm thì nó lại chuẩn bài quá. Cắm một cái cọc ở đây. Rồi bây giờ mình vẽ. Chết, vẽ hơi lệch rồi. Mình nghĩ các bạn ấy có thể sẽ hiến. Tại vì còn 4 máy mà xuống hầm thì hơi khó lên. Có cái dấu tải đây nha, cho nên mình cũng không bỏ ghế được. Rồi, có vẻ là hiến rồi đấy. Máy ở giữa cầu, máy ở ga 4 nè. Ga 4 là của tạc sĩ. Cái máy cọc hơi sai. Nhưng máy này cũng là máy dở của tâm lý học đấy, có sai đâu. Máy này máy dở của tâm lý mà. Xuyên váng. Liều thật quả đấy mà dám ra được bán. Rồi chết dưới hầm luôn mới vui này. Cái hầm ở đây luôn. Đứng thê ra bùng máy hả? Rút về. Rồi ok. Đứng thê vào bùng máy rồi. Còn hai máy là máy này với một máy mới nữa. Mình đoán thì sẽ là máy ga 4 thôi. Chứ cái máy ở bên tận ga 2 thì hơi xa. Nhưng mà có nước ở đây. Đứng thê đang đấy, mình rào cái máy này lại cũng đâu có giải được đâu. Giờ mình ép cứu luôn này. À không, người khác cứu chăng? Về trách đi chăng? Đấy, trời ơi, có sai đâu. Dương đông kích tây à? Nhưng mà như thế thì không có người giải máy. Trời. Có tăng tốc, anh không có kịp. Thôi, bỏ đi nha.
Linh sớm thì được phép, thì may là cuối trận mình còn có phép. Bây giờ bạn này chạy sang tận bên đây. Máy ở gặp siếc và máy giao 4 cũng hơi xa để cho mình cam, nên là mình sẽ xách về sát bên này cam cho dễ. Xong rồi, còn một máy nữa thôi. Căng nhỉ? Kỉ máy ông ta? Anh thấy phun máu mà, kiểu gì cứu được, trừ khi là teo ra súng. Ok. Một hit. Rồi. Double down. Bây giờ mình chỉ cần đánh vào tâm lý thôi. Mong là máy chưa xong kịp. Rồi. Chưa xong. Đẻ. Không sao mà đè được. Hai người sắp gục rồi mà. Là con cá lại càng không đè được nữa. Đấy. Trời. Sách kịp rồi. Đó. Là ai chứ. Kiểu là con cá này đè rất là khó. Tại vì mình hoàn toàn có thể vẽ một cái vùng nước để cho người bên trong kiểu bị nổ nước chết, thay vì là mình phải đánh bằng đòn đánh tay ấy kìa. Ok bạn, tạp kỹ cai ra 4. Ok phết, nhưng mà mình nghĩ là bạn ấy sẽ không cai được ra đến cổng đâu. Mình còn bờ... À lộn, mình thích bờ linh rồi. Mình có tele. Rồi bạn, nổ nước. Rồi, ok. Mình lính thuê sống thôi. Bạn cuối cũng không kịp máy. Sớm tí nữa thì được. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.